chào tất cả bạn đã đến buổi chia sẻ của chúng ta ngày hôm nay. Đến với buổi chia sẻ này là anh Nguyễn Hữu Quyền. Anh đến đây để hoàn tất những thủ tục cuối cùng trước khi hành trình đến Nhật Bản để làm việc cho công ty Akebono. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Xin chào anh Quyền. Chào bạn. Anh có thể giới thiệu một chút về bản thân mình được không ạ? Chào bạn, chào mọi người. Mình là Nguyễn Hữu Quyền, mình là cựu sinh viên khóa năm 8 trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Chuyên ngành mình là cơ điện tử. Mình từng học ở trung tâm thức ăn của Vinalink Đức và CB15. Vâng, anh có thể cho em một chút lý do là tại sao anh lại muốn đến Nhật Bản để làm việc không ạ? Thực ra ban đầu mình cũng như rất là nhiều bạn, khi mà nghe tin là có thể đi Nhật với chi phí không đồng, rồi thì mọi thủ tục công ty các hỗ trợ, rồi những cơ hội thu nhập, tất cả mọi thứ điều kiện, mình cũng khá là do dự, mình không tin ấy. Thế thì sau rồi thì qua tìm hiểu như là các talk show của Vinalink, mấy hai nữa là bạn bè, rồi tự tìm hiểu trên mạng, thì mình thấy đây một cơ hội rất là tốt để cho mình không chỉ là thu nhập cao hơn, mà nói nó còn phát triển bản thân, rồi thì rất nhiều cái mình nghĩ là do đó nên mình quyết định là mình đi Nhật làm việc. Vâng, anh có thể chia sẻ một chút về quá trình ứng tuyển job tại Vinalink được không ạ? Mình thực ra mình là một trong hai, mình học cái lớp mà một trong hai lớp đầu tiên của Vinalink bắt đầu dạy tiếng Nhật. Thế thì mình từng phỏng vấn ở Vinalink hai job, thì job đầu mình trượt. Thế thì cái job thứ hai thì là cái job Akebono này thì mình đậu. Thế thì cái job thứ hai này thực ra là cũng rất là nhiều vòng, vì công ty Akebono cũng là một công ty khá là to ở Nhật, chuyên về phanh. Thế thì nó rất là nhiều vòng, nó có một phòng CV, rồi thì phòng các chị bên Vinalink phỏng vấn, rồi thì đến công ty phỏng vấn, trực tiếp phỏng vấn. Thì là tuy nhiên lúc đấy thì tất nhiên lúc đấy mình tính nhận rất là kém thôi, nhưng mà các chị bên Vinalink và các cô giáo dạy ở Túc Ăn hỗ trợ mình rất là nhiều, từ CV rồi thì là các câu hỏi trả lời phỏng vấn. Nó thì mình nghĩ là mình nghĩ là cũng không quá khó khăn đâu. Vâng, vậy thì từ khi nhận được job đến nay thì anh đã chuẩn bị những gì trước khi đến Nhật Bản rồi ạ? Thực ra mình đỗ cũng là vài tháng rồi chứ không phải mới. Thế thì mình may mắn hơn là mình có một cậu bạn cùng học đại học, cùng đỗ công ty Akebono và đi trước được mấy tháng rồi. Thế thì thành ra là sang đấy mà có những cái khó khăn gì thì anh em hàng tuần đều nói chuyện với nhau. Thì thực ra là mình có những cái đấy thì mình cố gắng mình khắc phục, mình chuẩn bị được những cái gì để hạn chế những cái đấy thì mình chuẩn bị trước. Thế nhưng mà cơ bản nhất, khó khăn nhất mà hầu như các bạn bè của mình sang đây đều chia sẻ thì là vẫn là cái tiếng Nhật thôi. Thế chứ còn công việc rồi thì điều kiện phúc lợi các thứ mà hợp đồng như nào thì bên đấy là như thế. Vâng. Không có sai lệch gì đâu. Dạ vâng. Anh có một điều gì muốn chia sẻ với các bạn đang muốn ứng tuyển job bên Vinalink và cũng đang có ý định là đi làm ở bên Nhật được không ạ? Chia sẻ nhiều lắm. Thế nhưng mà sợ hết thời gian của trung tâm. Thế nhưng mà mình nghĩ này, thực ra là trước khi mà đỗ công ty phỏng vấn mình chuẩn bị đi này thì là mình hay đi các talk show của Vinalink, kể cả ở trường, kể cả ở trung tâm dạy tiếng Nhật, rồi thì các buổi các chị Khanh chia sẻ, thì mình thấy rằng là mình quan sát thì hầu như các bạn đều do sự, các bạn nghĩ rằng là hay là các bạn nhận thức đây thì các bạn nhận thức nó chỉ là một cái hướng đi, trong tức là không thì nào Hà Nội, không thì nào ở Bắc Ninh hay là nào ở Thành phố Hồ Chí Minh, chứ không coi đó cơ hội. Tức là sao, thì mình nghĩ rằng đây nó là cơ hội là nếu mà các bạn không, tức nó chỉ có thời điểm thôi, thì bây giờ các bạn biết là dân số của Nhật Bản giảm rất là nhiều, thì đấy là cái gốc của vấn đề là tại sao mà họ tuyển rất là nhiều. Thì cách đây khoảng 5 năm mình có biết ông anh là đi Nhật, lúc ấy mình mới vào, thì đúng nghĩa thứ nhất là mình rất ngưỡng mộ, và thứ hai thời đấy nó rất là hiếm, và thứ ba là đúng kể cả ở thời điểm đấy thì Vinalink cũng không nhiều job như bây giờ, mà các job thì tiêu chuẩn khá là cao. Thế thì giờ bắt đầu đến năm nay thì gần như là cái số lượng đi rất là nhiều, vì là cái tiêu chuẩn người ta cũng hạ xuống. Thế thì nó nói thế để thấy là nó là một cơ hội chứ không đơn thuần là một cái hướng đi. Thế thì các bạn nên nhận thức sâu cái này, thì khi các bạn hiểu đó thì tức là các bạn hiểu được là bác hoàn toàn có thể đi được và đi rất là tốt. Mình nghĩ như vậy, mình không phải đang quảng cáo cho Vinalink. Thế nhưng mà khi hiểu được chiều đấy mà thực sự mong muốn đi thì chắc chắn các bạn sẽ đi được. Thế thì còn nếu mà chia sẻ cụ thể hơn thì mình nghĩ này, có mấy trường hợp này. Một là các bạn bạn nào mà có cái hướng xác định là học đại học xong
là đi học đêm, tức là thạc sĩ, tiến sĩ để quay về giảng dạy và nghiên cứu đồng bộ. Hai là các bạn nào có cơ hội mà đi làm ở châu Âu, thì tức là châu Âu so Nhật Bản thì thực ra là cũng không biết bên nào hơn bên nào. Thì cái hướng thứ ba là điều kiện hoàn cảnh gia đình các bạn quá đặc biệt thì các bạn không thể đi xa được. Thế chứ còn mình nghĩ rằng rất là thật lòng đây chứ không phải là quảng cáo, thì tất cả, còn tất cả ngoài ba trường hợp đấy thì các bạn nên nghiêm túc suy nghĩ, vì đây là một cơ hội không phải lúc nào cũng được như bây giờ, lúc nào cũng dễ dàng đi với mức thu nhập như thế, điều kiện phát triển như thế, và sau quay về Việt Nam cũng rất là nhiều cơ hội. Đấy thì mình nghĩ rằng là ngoài những ba trường hợp đấy thì các bạn nên thực sự nghiêm túc và suy nghĩ. Kể cả các bạn có thể không đi qua visa định từ công ty khác, nhưng mình nghĩ rằng cái cơ hội đi Nhật thì các bạn nên nghiêm túc suy nghĩ. Vâng, cảm ơn anh. Hy vọng rằng những thông tin vừa rồi sẽ giúp cho các bạn đang xem trên video clip này, hoặc các bạn đang có mong muốn hoặc là hứng thú muốn đi làm việc tại Nhật Bản. Và cảm ơn anh ạ, cảm ơn anh vì buổi chia sẻ ngày hôm nay. Em mong rằng là với một người có hoài bão lớn như anh và ý chí lớn như anh thì anh sẽ thành công ở bên Nhật Bản ạ. Vì em tin rằng với một người có chuyên nghiệp tay nghề như anh thì tất cả mọi việc đều có thể thành công ạ. Mong anh có một chuyến đi bình an. Cảm ơn anh. Rất cảm ơn bạn. Cảm ơn.